Mụi chuẩn bị đi học nha. Hôm nay mụi có cái gì mà mụi nói mẹ quay khoe với các bạn nha. Đặc biệt sau lưng cặp Hello Kitty phải không? Từ từ con nước em nè, mẹ quay cho các bạn xem lại nha. Đầu tiên là mụi giới thiệu là nón Hello Kitty, rồi đến áo khoác Hello Kitty, đây Hello Kitty luôn ha, rồi dép cũng Hello Kitty, đặc biệt là cặp Hello Kitty phải không? Dạ. Rồi thì bây giờ đi học được chưa? Mai mốt. Ủa con nhớ con mua khẩu trang Hello Kitty rồi á. Có khẩu trang Hello Kitty mà nay không có mang phải không? Mai mốt mua khẩu trang Kitty là đúng bài vở đúng. Mai mốt mua khẩu trang Hello Kitty luôn phải không? Dạ. Để làm cái gì? Để đeo bỏ Hello Kitty. Để đồng bộ Hello Kitty luôn phải không? Dạ. Với khẩu trang này, ôi ôi cái mặt dính gì nè. Cái khẩu trang màu xanh. Bây giờ mùi học nha, mùi đi học buổi chiều cho nên mùi mặt không có mặt đầm, mùi mặc đồ ngắn. À, bye bye, thôi mẹ học đi. À, thôi mẹ đi học, rồi vô đi, con vô đi, bye bye. Con bánh ăn rồi, bỏ vô cặp đi. À, mẹ bỏ cặp cho. Đây bảo cặp lại nha, rồi con vô đi, đi từ từ nha, để té đi. Rồi ngồi chờ cô Chiên nha, đi học buổi chiều về nè. Nãy ra chơi á, có ăn cái gì á, cái mì trẻ em mà con mua không? Có. Ăn hết không? Có. Ăn hết luôn á hả? Hay quá hả? Còn bánh tráng có ăn hết không? Bánh tráng đen. Gần hết nhưng mà để dành. À, gần hết mà để dành lại nè. À, ăn hết rồi để dành lại, để nhìn lát về ăn phải không? Đầu dính rác nè. Múc cái đầu lên. Con chơi. Con chơi với ai? À, chơi với mấy bạn chứ không có là ăn phải không? Là chơi không chứ không là ăn phải không? Có ăn rồi. Hả? Có ăn rồi hả? Vừa chơi vừa ăn luôn hả? Hay vậy ta? Hai cái cùng lúc vừa chơi vừa ăn luôn phải không? Dạ. Dạ. Wow. Xe bự cầm mũi xích vô con, xuống vô. Để xe nó chạy ra nó quẹt nữa. Xe bự à. Kìa sắp tới kìa, nó thấy chưa? Đó. Ồ. À, bấm kèn cho mọi nghe để mọi ở đâu. Chờ cô Chiên xúc xích xong rồi về ha. Về cho ai ăn nữa, về cho ai ăn? Cho ăn một mình. Hả? Cho ăn một mình. Có ăn một mình luôn. Con nhớ nha, con ăn một mình. Hồi con trả tiền mình luôn. Con ăn một mình thì con tự trả tiền nha. Ăn với ai? Đâu hả? Ăn với anh hai. À, ăn với anh hai, vậy mới giỏi chứ. Đến gì ra coi con. Uống nước hả? Nước rồi đem cá viên về cho anh hai ăn. Nay có vẻ gì không? Không có. Qua vẻ này hả? Vẻ đại dương nữa hả? Có đi. Đại dương trong mắt em. Đại dương trong mắt em. Có đi con. Rồi nè, cất cuốn tập vô để nó ướt. Trời mưa đó. Cất kỳ á, cất kỳ á. Ướt cái cao, ướt ướt hết luôn, ướt cặp, ướt sách hết luôn. Kéo lại. Ồ, kéo lại. Này đứa nó còn gọi điện không chị? Hả? Wow, mụi hôm nay đồ Hello Kitty về tới rồi nè. Xách vô con, xách vô cho anh hai luôn. Hello Kitty muốn gì cho anh hai vậy? Để mẹ khởi khẩu trang ra cho. Ờ,
thưa. Thưa gì không có tâm dữ trơn. Dạ thưa mà quay đầu đi đâu lẹ lẹ dữ vậy? À, thưa ngoại. Quá lo. Thưa lại đi, thưa lại cậu ba với anh hai đi mẹ. Thưa gì mà xẹt 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 à, đang chủ yếu à. Để lên, để lên, qua đây. Cậu ba hỗ trợ mở tương nha cậu ba. Nè, hôm nay mụi mụi à, ăn hàng à, hay lắm. Mụi đầu tiên là mụi ăn phô mai que. Rồi mụi ăn cái gì cái viên phô mai nữa. Cái mụi thôi hả? Có tương đen kìa, có lấy tương đen nữa kìa. Mã lại liền, mã nhanh. Đã chưa? Một hộp rất là hấp dẫn luôn. Cá viên, bò viên. Nhìn được nữa, cơm viên có hứa mụi không nhịn được mà mụi ăn đi. Trời lạnh lạnh ăn này ngon nè, nóng ấm nè. Mụi nói vậy, đói quá mẹ ơi, Hello Kitty đói quá mẹ ơi. Mở cái này ra có cháu không được. Đó mụi mà mụi nói Hello Kitty đói quá mẹ ơi, vô mua. Cái mua hỏi mụi lúc cô chiên hỏi mụi ơi, mua về cho ai ăn? Một con ăn một mình. Nó con ăn một mình về con tự trả tiền nha. Cái mụi nói mụi cho anh hai ăn nữa. Ý, bao anh hai về. Con hai ăn hai chút bây giờ con ăn một mình. Tại nói vậy để mẹ trả tiền đó đúng không? Trời ơi, cậu ba nhanh lên ăn cho anh hai ăn. Anh hai ăn xúc xích đi. Con mua mấy cây xúc xích cho anh hai nữa đó. Rồi. Anh hai ăn xúc xích với phô mai que được nè. Không cá viên, bò viên. Phô mai que của em. À, phô mai que của em. Ý, anh hai từ từ. Ừ. Bình tĩnh. Nằm ở dưới cùng luôn. Anh hai bình tĩnh, nóng vậy mà còn ăn được hả? Mới mưa là mới dưới cùng luôn à. Rồi để cậu ba lấy, để cậu ba lấy cho anh hai. Còn con ăn gì vậy muội? Con ăn viên phô mai phải không? Có kéo sợi được không? Cắn con kéo kéo sợi không? Cái nhân ở tâm đâu mày coi coi. Nhân tâm trắng trắng nè, không chấm tương. Chấm tương xíu muội đi. Nhân trong còn nóng á. Rồi hai bịch được rồi cậu ba ơi. Cậu ba nãy giờ là mở tương ngon. Anh hai nè, cổ vũ cậu ba mở tương nhanh lên để ăn nè, lẹ lên. Trời ơi, anh hai ăn xúc xích đó. Xúc xích đó, mỗi tiền xúc xích cho anh hai. Đó, mở ngay luôn đi. Lấy cây khác cậu ba. Ê, sao để rớt này. Xúc xích ngắn ăn. Sao ăn cho anh hai chưa ăn được đâu. Hả? Ăn cá viên đi, cá viên nó nhỏ nhỏ chắc nó nguội á. Cá viên trước đi. Rồi mụi phô mai kéo sợi nè. Quá wow, kìa, mụi ăn phô mai que kìa. Cá viên cũng còn nóng hỏi à. Thì cái nào cũng nóng mới ngon chứ, cũng phải thổi thổi chứ. Ăn cái này mà nguội thì phô mai que đâu có kéo sợi được hả mụi. Mụi ăn mụi kéo sợi mày coi nè. Quá quá, dài ra nữa, dài. Oh yeah, yeah. Wow. Cái sợi dài ha. Ngon không con? Đung đưa ngon không? Chấm tương vô mới ngon. Rồi tới anh hai. Anh hai yeah. Anh hai chưa ăn luôn, anh hai yeah rồi đó. Oh wow, đã quá đã. Wow, cậu ba ăn thử đi cậu ba. Kỳ mũi. Cậu ba ăn gì? Con ba ăn đậu bắp màu xanh lá. Cậu ba ăn màu xanh lá thì mọi người sẽ xa đánh cậu ba. Đúng không? Anh hai lấy ngồi không? Hai ngồi dưới. Sao mũi? À, phô mai hả? Phô mai trong miệng con hả? Ôi ngon quá. Bye bye đi, cởi áo khoác ra mũi ơi. Anh hai bye bye coi. Anh hai quay đây. Anh hai bye bye mà anh hai quay lưng lại. Ôi bye bye nha. Giỏi quá. Anh hai ăn hết chưa? Cậu ba đút anh hai nữa kìa. Anh hai ăn hết rồi kìa. Cười rất là tươi. Mũi kéo sợi phô mai. Dài nữa. Cố gắng. Ôi đứt giữa chừng rồi.